bí quyết trắng da, mượt tóc của các cô gái Nhật. Từ lâu, phụ nữ Nhật đã được biết đến với những bí quyết làm đẹp vô cùng độc đáo. Rất nhiều người tiết lộ bí quyết duy trì vẻ đẹp tự nhiên là sử dụng nước gạo hàng ngày. Bình thường, sau khi vo gạo xong chúng ta thường có thói quen đó là đổ nước vo gạo đi, vì nghĩ rằng nó không có tác dụng gì cả. Vậy sau khi biết thông tin này hãy giữ lại ngay thứ nước tưởng như bỏ đi đó, để tận dụng cho công cuộc làm đẹp như các cô gái Nhật. Nước vo gạo có chứa rất nhiều lợi ích tuyệt vời mà chúng ta không hề hay biết. Theo một nghiên cứu khoa học thì nước vo gạo rất giàu các phức hợp vitamin B, được gọi là incito, có thể phục hồi mái tóc bị hư hỏng, cũng như bảo vệ nó khỏi các tác động bên ngoài. Nước vo gạo sẽ làm giảm độ ma sát của bề mặt và làm cải thiện độ đàn hồi của tóc. Ngoài ra, các axit amin trong nước vo gạo làm tăng cường khối lượng chân tóc và khiến cho mái tóc mượt mà, chắc khỏe. Không chỉ tốt cho mái tóc mà nước vo gạo còn chứa rất nhiều dưỡng chất tốt cho làn da, giúp làn da của các bạn trở nên trắng mịn màng và tràn đầy sức sống như tươi trẻ. Nước vo gạo giúp giữ ẩm, chống oxy hóa, làm lành vết thương, ngăn chặn và làm mờ các đốm đồi mồi trên da, đồng thời để lại một lớp màng mỏng giúp chống lại các tia có hại từ ánh sáng mặt trời. Điều quan trọng nữa là làm đẹp bằng nước vo gạo bạn không phải lo nghĩ gì đến các hóa chất hay bị kích ứng da. Rất tiện lợi và dễ dàng. Cách sử dụng nước vo gạo để dưỡng tóc. Các bạn chuẩn bị nước vo gạo bằng cách lấy một bát gạo vo sạch. Sau đó đun sôi gạo lên cho tới khi gạo gần chín thì gạn nước ra. Hoặc các bạn có thể sử dụng nước vo gạo. Mỗi lần các bạn nấu cơm để sử dụng, có thể để nước vo gạo vào ngăn mát của tủ lạnh, để bảo quản nước vo gạo dùng được nhiều ngày. Để sử dụng nước vo gạo dưỡng tóc, trước hết các bạn cần làm sạch tóc bằng cách gội đầu với nước sạch. Sau đó ngâm tóc vào nước gạo một lúc, massage nhẹ khoảng 10 đến 15 phút rồi xả lại với nước ấm. Thường xuyên sử dụng phương pháp này, từ 2 lần đến 3 lần trong một tuần để mang đến một mái tóc suôn mượt, chắc khỏe và ít gãy rụng. Da trắng mịn ngỡ ngàng nhờ nước vo gạo. Cho 1/2 chén gạo vào ngâm nước ngập mặt gạo trong 15 phút cho đến khi nước chuyển màu trắng đục. Rồi lấy phần nước này để rửa mặt. Rửa mặt hàng ngày bằng nước vo gạo, các lỗ chân lông trên da sẽ được thu nhỏ và da trắng mịn hơn. Nếu muốn da trắng mịn hơn, bạn có thể thêm nước cốt chanh, rồi thấm đều lên da mặt, để trong khoảng 15 đến 20 phút, sau đó rửa lại bằng nước lạnh.